Video ngày hôm nay thì Trang sẽ nói về cái việc là làm sao bịt miệng cô bé những ngày hành kinh mà tùy thuộc về theo độ tuổi cũng giống như là nhu cầu của các bạn ha. So let's go. Các bạn đã quay lại với lại Xe Đua Bê Trang hay còn gọi là Trang Chuyết Show. Và đừng quên like, share, subscribe kênh của tụi mình trên tất cả các phương tiện truyền thông media nha. Như là Facebook nè, Instagram nè, Spotify để nghe podcast nè, và website nữa để coi thật là nhiều bài viết, cũng giống như là follow tụi mình trên tất cả những cái video sẽ ra thường xuyên. Ok, hôm nay nói về cái việc mà bịt miệng cô bé ở đây tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là các bạn sẽ chọn dùng băng vệ sinh, hay các bạn có thể dùng chọn cấp nguyệt sang hay là tăm bông. Vậy thì làm sao để chọn nó và chọn nó như thế nào? Đầu tiên á, các bạn cũng biết hiện tại chúng ta trên thị trường mà dành cho các bạn nữ nha, chúng ta sẽ có nè băng vệ sinh nè, có tăm bông nè, có cốc nguyệt sang nè. Ba cái này hiện tại đang là ba cách để chúng ta có thể làm sạch được trong ngày kinh, đúng không nào? Vậy thì đối với lại băng vệ sinh thì sẽ như thế nào? Đây, nếu ai chưa biết băng vệ sinh thì mình xin đưa lại đây. Đây là một chiếc băng vệ sinh, được không? Thì băng vệ sinh trên hiện tại trên thị trường thì nó có rất nhiều loại, loại có lưới, loại không lưới, loại thấm nhanh, rồi loại có cánh, rồi loại ban đêm, đủ thứ lần xuồng, đủ thứ hết trơn hết á. Vậy thì các bạn chỉ cần chọn cho mình một loại mà các bạn cảm thấy thích, thích về mùi, thích về cái độ mềm của nó. Mình giả sử như mình có thích một cái hãng, mình cảm thấy rất là ok, mỗi lần á mà mình dùng thì mình sẽ thường dùng cái loại mà Cool Fresh á mọi người, mà tụi mình hay nói đùa là lạnh chim á đó. Đó thì loại đó thì được một cái là nó sẽ cái bề mặt á, mình thấy thứ nhất là nó mát nha, cái thứ hai là nó không có quá cứng, nó không quá rát, rất là phù hợp cho bản thân mình, nhất là những ngày mà mình cảm thấy lười và không muốn đeo cốc nguyệt sang. Vậy thì á, băng vệ sinh thường thì nó đã từ cái lúc mà các bạn bắt đầu các bạn hành kinh thì là mẹ của các bạn đã thường kêu các bạn hãy sử dụng băng vệ sinh đi, đúng không nào? Tại sao mà lại như vậy? Một phần á là như thế này, khi mà các bạn chưa có mất trinh, chúng ta sẽ không biết được màn trinh của chúng ta như thế nào, trừ khi các bạn lấy gương các bạn coi, đúng không? Thì các bạn có thể coi lại tất cả các tập về màn trinh mà mình đã từng làm qua để có thể hiểu hơn về màn trinh. Thì nếu như mà bạn nào mà là màn trinh dạng vòng hay là dạng tròn đi thì các bạn mới có thể maybe suy nghĩ là có thể nha, suy nghĩ đến việc sử dụng tăm bông hoặc các loại khác. Nhưng mà nếu mà đã là một loại màn trinh dạng lỗ hoặc là dạng có cái bắp ở giữa thì chỉ có thể xài được băng vệ sinh mà thôi. Băng vệ sinh thì nó sẽ thuận tiện ở chỗ là các bạn sẽ dễ thay hơn, tức nghĩa là các bạn đi đâu các bạn cũng thay được. Và cái nữa đó là băng vệ sinh thì nó có thể có ở khắp mọi nơi, tức cho dù bạn đi xuống vùng sâu vùng xa thì các bạn vẫn có thể mua được. Thì đó là cái lợi điểm của nó. Nhưng mà về cái khuyết điểm của nó là gì? Thứ nhất, khuyết điểm của nó là các bạn có thể đánh rơi vài giọt máu ở ngoài quần hoặc ngoài váy, nếu như ngày hôm đó quá nhiều hay sao sao đó. Thì đó là một cái chuyện rất thường xuyên xảy ra. Và tuy là mình rất là kỹ tính trong việc sử dụng những cái đó, nhưng mà bản thân của mình cũng đã gặp tai nạn rất nhiều lần. Sau đó là khi mà về đêm, nếu mà nói về đêm nha, cho dù là bạn mua một cái băng vệ sinh nó dài như vậy, nó dài như một chiếc thuyền luôn đó mọi người, thì các bạn vẫn có khả năng chảy ra như bình thường nếu các bạn không mang cái loại quần lót mà nó có cái thun ở ngay cái ống, được không? Thì nó sẽ làm cho bạn tràn là chuyện cũng hoàn toàn bình thường luôn, nằm nghiêng trái nghiêng phải vậy là dính chưởng chắc. Và cái cuối cùng là cái mà rất nhiều bạn nữ ở Việt Nam có thể các bạn đã không để ý, nhưng đây cũng là một trong những lý do khiến cho mông của các bạn bị hâm mụn. Tại vì sao? Khi mà các bạn đeo băng vệ sinh như vậy đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có thoáng khí ở cái phần mông của các bạn, và suốt khoảng từ 3 tới 7 ngày tùy vào mỗi một người hành kinh khác nhau thì các bạn sẽ bị hâm mông tan nát luôn. Hồi xưa lúc mà mình còn đi làm tour và mình còn sử dụng băng vệ sinh thì thật sự là cái đó là điều ám ảnh nhất của mình luôn á. Rồi nhưng có một cái mà mình cảm thấy rằng đây là một trong những lợi ích tuyệt vời nhất của băng vệ sinh, đó là nó rất là gentle, tức là rất mềm mại và thoải mái cho những bạn nào đang bị viêm nhiễm. Vậy thì nếu như các bạn đang bị viêm nhiễm thì 100% lời khuyên của mình là các bạn nên sử dụng băng vệ sinh chứ không phải là sử dụng những loại khác. Ok, bây giờ mình đi qua loại tiếp theo, đó là tampon. Đây, giới thiệu với mọi người đây, đây là tampon ha. Thì tampon hiện tại cũng có rất là nhiều loại trên thị trường,
mình thấy loại nào cũng ok cả, nhưng mình thì mình hay xài loại này nhất. Thì tampon thì khi các bạn mở ra thì nó sẽ là như thế này, được không? Và các bạn sẽ đút vào bên trong âm đạo. Vậy thì những bạn nào mà có màng trinh dạng vòng các bạn cũng có thể xài được. Nhưng nó sẽ có một cái hơi khó chịu, đó là khi các bạn rút ra. Bởi vì cái này là khi nó không thấm nước thôi, nhưng mà khi mà nó thấm nước thì nó sẽ to ra. Chính vì vậy mà khi các bạn kéo ra nó sẽ đau. Vậy thì á, thường á, là các bạn mà ở nước ngoài á, hồi xưa mà chưa có cấp nguyệt sang thì các bạn ở nước ngoài xài tampon cực kỳ nhiều. Với lý do như sau, thứ nhất là nó sẽ thẩm mỹ hơn. Bởi vì họ hay mặc quần thon, mà quần thon là quần mà dạng như lọt khe á, thì việc mà sử dụng băng vệ sinh là một điều rất là khó khăn. Cái số 2 nữa là nó sẽ thẩm mỹ hơn. Tại vì nếu như bạn mặc băng vệ sinh dày đi, mà bạn mặc một cái váy rất là mỏng và ôm vô, thì hoàn toàn có thể nhìn thấy được cái lằn của băng vệ sinh, nhìn nó rất là kỳ, đúng không? Thì đây là một trong những cái mà hồi xưa mọi người thường dùng để làm cho nó thẩm mỹ hóa hơn mỗi khi các bạn ăn mặc cho nó đẹp. Cái tiếp theo nữa là nếu như các bạn đi biển, các bạn đi biển hoặc các bạn phải đi vận động mà theo kiểu như là leo núi này nọ các kiểu, và để dễ thay, thì đây cũng là một trong những cái phương tiện cực kỳ dễ thay. Thì mình thấy good. Như là mình, đối với mình đó, thì mình thường sử dụng tampon khi nào? Thứ nhất là trong một ngày quá vội vàng, mình không có kịp thời gian để trụng và đeo cốc nguyệt sang. Hoặc là những cái ngày nào mình phải đi gấp mà mình còn phải mặc đồ kiểu như cực kỳ gọn gàng, không được để thấy kẻ mông này là các kiểu đó, thì mình sẽ sử dụng cái này. Và cái cuối cùng mà mình sử dụng nhiều nhất đó là những lúc mình đi biển. Đặc biệt luôn, những lúc mình đi biển mà mình có bị thì mình sẽ dùng cái này, hoặc là mình sẽ dùng cốc nguyệt sang. Nếu như á, mà đi biển mà theo kiểu giống như đi như mấy vùng Nam Du, Hòn Sơn, mà kiểu giống như 1000 năm bạn mới thấy được một cái nhà dân gì đó, mỗi lần bạn đi tắm là bạn đi tắm trên một vùng biển vắng, thì đây là the best luôn. Bởi vì cốc nguyệt sang không có chỗ đâu mà trụng. Đây là vị cứu tinh của những lúc mình đi du lịch hoang sơ. Nhưng điều mà cũng như là mình nói là nó sẽ bất lợi ở chỗ đó là nếu như mà âm đạo của bạn bị viêm nhiễm thì đây không phải là một lựa chọn thích hợp. Lý do là khi bắt đầu nó mập ra sau khi mà nó uống được quá nhiều máu của các bạn rồi, nó hút quá nhiều máu bạn rồi, thì khi bạn tháo ra các bạn cứ nghĩ nha, nó sẽ ma sát, được không? Nó sẽ ma sát chặt bởi vì nó to ra, mà bắt đầu các bạn kéo ra thì nó không khác gì cái việc mà bạn lấy cái miếng này bạn để lên mắt của bạn á, hoặc là bạn nhét vô bên trong lỗ hậu của bạn và bạn thử á, bạn kéo ra coi nó có đau không, nó sẽ rát. Nói chung là khi mà cái bộ phận đó mà đang viêm nhiễm á, thì cái độ nhạy cảm trên cái mặt bề mặt rất là cao, thì cái này cũng không phải là một điều tuyệt vời đâu. Ok, rồi đến em cuối cùng chính là em cốc nguyệt sang, thì đây sẽ là phần hay nhất. Lý do tại sao như vậy? Thứ nhất, mình nghĩ rằng cái người mà sáng chế ra cốc nguyệt sang đã trở thành một trong những người tuyệt vời nhất đối với phụ nữ ở trên thế giới, bởi vì cốc nguyệt sang quá là ok với những cái bước như sau. Thứ nhất, cốc nguyệt sang đối với mình thích nhất là vì cái độ bảo vệ môi trường của nó. Giống như là việc mà các bạn sử dụng băng vệ sinh hay các bạn sử dụng tampon đi chăng nữa, thì nó sẽ có một cái cực kỳ không tốt, đó là như sao? Những cái đồ này đều là đồ một lần, xài một lần rồi dục đi. Và cái khả năng mà tái chế của những cái này xin lỗi là hơi khó đó các bạn à. Nhưng mà đối với lại cái cốc nguyệt sang á, thì các bạn có thể xài 2 năm sau đó các bạn mới đổi một lần. Các bạn cũng có thể hoàn toàn rửa sạch nó 100% là vẫn có thể rửa sạch được như bình thường luôn. Vậy thì á, thêm một cái nữa mà mình cực kỳ thích ở cốc nguyệt sang, đó chính là cái việc mà khi các bạn đeo cốc nguyệt sang, các bạn có thể ăn mặc như một người bình thường. Tức nghĩa là một người bình thường đó mọi người, tức nghĩa là một cô gái hoàn toàn, khi có kinh hay không có kinh thì vẫn có thể mặc đồ y chang nhau, không khác gì cả. Cái tiếp theo nữa chính là việc mà cốc nguyệt sang, nó sẽ có một cái mà mình thấy nó rất là hay, các bạn có thể thử. Cái này mình biết rằng là không có ai khuyên các bạn để làm như vậy, nhưng mình nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mà các cặp đôi yêu nhau lâu, các bạn muốn thử quan hệ vào ngày đèn đỏ, thì các bạn có thể đeo thử cốc nguyệt sang và quan hệ. Thứ nhất, nó không làm cho đau dương vật, nhưng mà nó cũng không làm cho máu tràn trề tại đây, hoặc me nhìn ghê thì nó không có bị như vậy. Đi vào cái nhược điểm của cốc nguyệt sang thì cũng giống như tampon, đó là bởi vì nó phải nhét vô và nhét ra. Chính vì vậy khi các bạn đang bị viêm nhiễm thì thật sự đây không phải là một lựa chọn dễ chịu. Cách tiếp theo mà chính vì cái tính chất sử dụng cốc nguyệt sang mà làm cho nó trở nên bất tiện hơn, đó là khi các bạn sử dụng cốc nguyệt sang thì các bạn phải ở nơi có đầy đủ những cái thiết bị. Giả sử giống như các bạn ở khách sạn thì các bạn phải đi xin được nước nóng, nước để các bạn ngâm, các bạn rửa cốc,
hoặc là các bạn ở nhà thì các bạn hoàn toàn dễ làm, nhưng nếu các bạn đi phượt, đi phải di chuyển nhiều mà cơ sở vật chất kém thì các người xem không có dễ dàng cho lắm đâu mọi người ha. Bây giờ mình sẽ đưa cho mọi người coi cái cốc mùi sen mà mình đang có. Cái trên tay mình hiện tại là cái đầu tiên mà mình sử dụng. Cái này là do bạn trai của mình mua từ Canada về. Thì packaging của nó chỉ là bỏ trong một cái bịch như vậy thôi. Mình sẽ mở ra cho mọi người coi ha. Thì đây là cái cốc mùi sen. Được không? Và cái cốc mùi sen thứ hai mà hiện tại mình đang sử dụng mà mình đang rất thích, phải nói là thích nhất hiện tại, đó là chính là cốc mùi sen này. Là của Ova, Ova Cup. Đây, thì đây là cái cốc mùi sen của Ova. Cái điều mà mình thích đó là khi mà cái cốc mùi sen của Ova thì nó sẽ đi cùng với lại cái hộp giống như vậy, cực kỳ tiện lợi. Tại sao mình nói tiện lợi? Đầu tiên á, khi mà các bạn có cái hộp này thì khi mà mình vệ sinh, mình chỉ cần đổ, mình bỏ vào đây và mình đổ nước sôi vào trong đây mình trụng. Mình không cần một cái ly, mình không cần một cái chén, mình không cần một cái nồi để mình có thể trụng được cái này. Best, rất tiện lợi, nhất là khi mà mình đi du lịch thì đây là một trong những cách rửa cốc mà mình cực kỳ thích. Và khi các bạn đổ nước và các bạn rửa cốc rồi, đúng không, thay vì các bạn phải sợ đổ phỏng tay thì các bạn chỉ cần chóc xuống thôi. Vì cái này nó sẽ có cái lỗ, mọi người để ý nè, đó, đây là cái ôm, đây là cái Ova, cái gì ta, logo. Ừ, là cái logo thì làm như thế này nhưng mà cũng cực kỳ hay cho branding. Nhưng mà bên cạnh đó là vì như thế này nó rất là tiện lợi, các bạn chỉ cần đổ nước ra thôi là nước nóng sẽ chảy ra hết. Lúc này các bạn mở ra, các bạn có thể cầm cốc lên các bạn xài được, cực kỳ thoải mái. Nhưng với em này thì sẽ bất tiện hơn, bạn sẽ cần một cái ly, cái chén gì đó, ai biết được, tùy bạn thôi nha. Cái thứ hai mà mình cực kỳ thích đó là cái cấu tạo của em này. Thì vì cái cấu tạo của em này thì mình thích ở chỗ là nó sẽ, cái độ nó khá là đều, nó khá là đều, mọi người thấy không? Tức như là ở dưới đây nó cũng mập ra hơn một tí, và ở trên này thì nó sẽ bâu vô trúng ngay cái cổ tử cung của mình thôi. Nhưng mà em này á, thì ở dưới này nó sẽ không có nhiều được như vậy, được không? Bên này mình mua là mình mua cái này là bạn mình mua là size M, size M. Bên này cũng là size M luôn. Về dung tích là không khác gì mấy đâu mọi người ạ. Bên này dung tích cũng là, đến đây là 15ml, cũng đây cũng là ml, sorry, đến đây cũng là 15ml, thì cũng gần như là tương đối giống nhau. Chất liệu thì em này mềm hơn, dễ chịu hơn, em này thì hơi cứng hơn một tí. Ok, vậy thì đối với lại cái cốc mùi sen này á, nếu như mà các bạn mong muốn thì mình có thể làm một cái video chỉ chỉnh chu hơn về việc là các bạn đeo cốc mùi sen vô như thế nào, tháo ra như thế nào, rửa như thế nào, vân vân mày mày, thì mình sẽ làm riêng nếu các bạn muốn ha. Còn điều mà mình thích tiếp theo của Ova mà mình nghĩ rằng là nó sẽ là điều tuyệt vời nếu các bạn sử dụng cốc mùi sen của Ova, đó là vì nó có một cái sản phẩm là sản phẩm rửa cốc mùi sen đây, được không? Cái này là mọi người cũng thấy là, cái này là mình xài rồi. Đây, mình rất thích và mình xài rồi. Mình sẽ xịt thử cho mọi người coi ha. Đó, mọi người có thể xịt ra. Bắt đầu mọi người để từ từ, các bạn tráng xung quanh cái cốc mùi sen, bắt đầu mọi người để từ từ. Thì em này từ từ nó sẽ nổi bọt lên và nó sẽ xùi lên. Nó giống như là mọi người sử dụng mấy cái mặt nạ detox á. Đó, nó sẽ xùi lên, nó làm sạch bề mặt. Thì mình rất là thích cái này luôn, mình cảm thấy điều này rất là tiện lợi và làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn, tin tưởng hơn trong việc các bạn có thể rửa được cái cốc này 100%. Thì đây là number one. Vậy thì mọi người thấy không, cuối cùng đi qua hết từ chặng đầu của chương trình, đó chính là ban vệ sinh, tới cô bé tăm bông, rồi bây giờ tới cô bé cốc mùi sen. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một cách phù hợp với cái nhu cầu của các bạn, cũng giống như là cái khả năng về mặt tài chính. Vậy thì mình nghĩ rằng đối với lại những bạn nào đặc biệt là muốn tiết kiệm, thì các bạn, nếu các bạn đã mất trinh rồi, thì mình khuyên các bạn nên dùng cốc mùi sen. Bởi vì cốc mùi sen thật ra chia ra trong vòng 2 năm các bạn trả khoảng tầm 600 ngàn đến 700 ngàn cho một cái cốc mùi sen. Các bạn sử dụng được cực kỳ nhiều, tính ra lợi về mặt kinh tế hơn rất nhiều. Mình giả sử giống như là mỗi một lần mà các bạn bị, các bạn hành kinh, các bạn sử dụng 2 túi băng vệ sinh. Thôi bây giờ mình nói 1 túi đi, coi như là bạn ít luôn.
bạn ít luôn, bạn sử dụng một túi. Một túi băng vệ sinh hiện tại trên thị trường khoảng tầm 25.000 một túi. 25.000 một túi, các bạn nhân lên cho 12 tháng là nhiêu ta? Có ai đó nhìn tôi mọi người ơi. 250 nhân 4 là 100, 300. 300.000. Nhân lên 300.000 cho 1 năm. Và sau đó là các bạn nhân lên cho 2 năm thì sẽ là 600.000. Ok không? Đó là nếu như các bạn chỉ sử dụng một gói băng vệ sinh mỗi một tháng thì nó cũng đã tương ứng với các bạn sử dụng cốc nguyệt sang, mà trong khi đó cốc nguyệt sang lại hoàn toàn giúp cho việc chung tay bảo vệ môi trường nữa. Vì thế đây là một điều cực kỳ đáng quý. Được không? Và những bạn nào mà như mình theo kiểu tránh thoá, theo kiểu mình là tránh thoá, đó là mình phải sử dụng hai bịch, một bịch ban đêm và một bịch mỏng cánh nếu như mình phải sử dụng băng vệ sinh. Bởi vì những cái ngày đầu tiên thì nó rất là nhiều, không thể nào mà sử dụng miếng băng mỏng được thì mình sẽ thay chắc xỉu luôn á mọi người. Vậy thì mình sẽ mất rất là nhiều tiền để mà mua băng vệ sinh. Đối với mình, băng vệ sinh chỉ khi nào mình bị viêm nhiễm thôi. Rồi, về mặt tài chính đã xong rồi, xong mình sẽ về mặt tuổi tác. Tuổi tác thì cũng chẳng là vấn đề, tùy theo các bạn cảm thấy cái nào là phù hợp. Nhưng sẽ có một cái vấn đề khác thay vì tuổi tác, đó chính là việc các bạn còn trinh hay không còn trinh. Vậy thì cố gắng suy nghĩ thật là kỹ và cố gắng tìm kiếm xem là cái màn trinh của mình còn có phù hợp hay không nếu các bạn còn trinh. Còn nếu mà không còn trinh thì YOLO, thoải mái nha mọi người. Rồi, video này tụi mình xin sẽ kết thúc ở đây. Và nếu như các bạn muốn mua cốc nguyệt sang của OVA thì cũng đừng quên coi dưới phần mô tả và cái phần comment mà tụi mình pin lên đầu tiên để có thể mua được những cái chiếc cốc nguyệt sang của OVA. Và ở trong đó cũng sẽ có rất là nhiều những cái feedback, cũng giống như rất là nhiều bài viết. Các bạn cũng hoàn toàn có thể dễ dàng search OVA cup ở trên YouTube, cũng giống như là ở trên các cái phương tiện khác như là trên Google Chrome, Spotify, nói chung may may vân vân, các bạn có thể đọc thêm những cái review nữa. Với mình, với cái trải nghiệm của mình thì mình thích OVA cup nhất hiện tại trong tất cả các dòng cup mà mình đang sử dụng ha. Mọi người ơi, cuối cùng có một cái thông báo cực kỳ hạnh phúc mình muốn nói tới đây, đó chính là tháng 9 2020 này, Sách Edupay Trang hay còn gọi là Trang Chuối Sơ của tụi mình sẽ kết hợp về chung một nhà với lại hệ sinh thái Sách and Smoking. Nếu như bạn nào mà có hay chơi Facebook thì chắc chắn là đã biết hệ sinh thái này rồi ha. Và cũng có thể là Instagram, những bạn nào follow Instagram nhiều cũng sẽ biết luôn. Thì tụi mình rất là mong muốn rằng cái sự kết hợp này sẽ mang đến thật là nhiều điều hạnh phúc, cũng giống như là tuyệt vời cho tất cả các bạn ở Việt Nam, hay là có thể nói được tiếng Việt Nam, chủ động hơn về việc tìm hiểu, cũng giống như có thêm những thông tin kiến thức về giáo dục giới tính nè, rồi sức khỏe sinh sản nè, rồi các loại sắc tip các kiểu luôn nè, làm sao mà để cho cuộc tình trở nên nóng bỏng hơn, và ngay cả cái cách mà các bạn có thể bảo vệ bản thân mình trước những cái tình huống khó đỡ, cũng giống như là những cái tình huống mà có thể làm cho bạn sẽ phải hối hận cả đời. Thì tụi mình mong muốn rằng sẽ có thể cùng các bạn đi qua suốt những cái chặng đường tìm hiểu về bản thân, cũng giống như là tìm hiểu về tình dục ha. Hãy cùng chung tay và phát triển cộng đồng này để chúng ta, maybe, ai biết được chăng, có thể là một năm nữa chúng ta sẽ có một cái cộng đồng lớn nhất, vững mạnh nhất, văn minh nhất ở Việt Nam về những vấn đề sex education, giáo dục giới tính và những vấn đề về mặt tình dục nữa. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã coi chiếc video này. Và đừng quên follow tụi mình trên tất cả các cái đơn vị truyền thông, các phương tiện truyền thông trên social media. Ở đây nhảy tùm lum tùm le cho mọi người coi ha. Chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có nè Instagram, chúng ta sẽ có Sex Edupay Trang, chúng ta sẽ có Sex and Smoke, có Inner Sinner và có Mistress. Nhất là Mistress sẽ dành cho tất cả những bạn nào mà quan tâm đến BDSM, thì đối với Instagram của Mistress sẽ chuyên về BDSM không mọi người nhé. Về YouTube thì chúng ta đang coi kênh nào đây? Chúng ta đang coi kênh Trang Chuối Show hay còn gọi là Sex Edupay Trang nè. Website chúng ta sẽ luôn luôn giữ với một chiếc website cực là trung thành luôn, đó là trangchuối.com. Về Facebook chúng ta sẽ có fanpage vẫn là Sex Edupay Trang mọi người ha. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có group Sex Edupay Trang đó giờ luôn. Và chúng ta sẽ có group Six O'Clock. Mọi người biết Six O'Clock không ta? Hãy lên và xem đi nha. Chúng ta có rất là nhiều bài viết hay ở trên đó luôn. Và cuối cùng đó chính là group Sisterhood. Và mình mong rằng đó là các bạn có thể dành một tí thời gian để xem qua trước, để xem rằng đó là các bạn đang muốn coi thông tin nào nhất.
Và hãy đừng quên comment cũng giống như là chia sẻ những cái suy nghĩ của các bạn, cũng giống như là cho tụi mình biết được rằng là các bạn có câu hỏi gì để tụi mình có thể làm được nhiều video hay ho hơn nhé. Và bye bye.